Xin kính chào quý vị, chào các bạn và chào các em. Trong chương trình bổ trợ kiến thức vật lý 12 buổi số 10 này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về sóng dừng trên dây. Các em nhớ rằng là sóng dừng trên dây chỉ là trường hợp riêng của giao thoa sóng. Đó là sự tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ khi chúng thỏa mãn cái điều kiện sóng kết hợp. Thế thì khi có cái sự giao thoa thì trên dây hình thành những cái bó sóng mà chiều dài của mỗi bó sóng đó là bằng lambda trên 2, tức là khoảng cách giữa hai nút liền kề hay là hai bụng liền kề là bằng lambda trên 2. Và các em lưu ý rằng là trong một bó sóng thì các điểm tuy dao động với biên độ khác nhau nhưng mà chúng lại cùng pha nhau. Nhưng mà hai bó liền kề nhau thì lại dao động ngược pha nhau. Đó cũng chỉ là một trong những cái tính chất ở phần sóng dừng trên dây và hàng loạt các cái tính chất khác mà buổi hôm nay thầy giáo Chu Văn Biên sẽ tiếp tục hướng dẫn các em các cái thể loại bài toán đó. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin chào quý vị, chào các bạn, chào các em. Thầy Vinh đã nhắc qua về lý thuyết, bây giờ thầy bắt đầu với ví dụ 1. Dây AB dài 90 cm, đầu A cố định và đầu B tự do. Khi tần số là 10 Hz thì trên dây có 8 nút sóng dừng. Bài toán này có hai ý. Ý thứ nhất, tính tốc độ truyền sóng trên dây và tính khoảng cách từ A cho đến nút thứ 7. Ý thứ hai, đó là nếu B cố định và tốc độ truyền sóng không đổi mà muốn có sóng dừng thì phải thay đổi tần số một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu. Để giải quyết ý thứ nhất, các em lưu ý đầu đề là cho sợi dây AB dài 90 cm, đầu A cố định còn đầu B tự do và tần số đây là 10 Hz, trên dây có 8 nút. Như vậy tính luôn cả hai đầu đó là 8 nút. Thì các em biết là giữa hai nút là một bụng, giữa hai bụng là một nút. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp bằng lambda trên 2. Khoảng cách từ một nút đến một bụng gần nhất sẽ là lambda trên 4. Như vậy khoảng cách từ nút 1 cho đến bụng thứ N sẽ là một số lẻ lần lambda trên 4. Và có hai cách viết L đã bằng 2N cộng 1 lambda trên 4 hoặc N bằng 2L trừ 1 lambda trên 4. Nhưng cách viết thứ hai nó tiện lợi hơn là chỗ là nếu như khoảng cách từ nút đến bụng thứ nhất thì thay N bằng 1, nút thứ hai thay N bằng 2, thế là xong. Còn khoảng cách từ nút 1 đến nút thứ N thì nó lại viết thành là L bằng N trừ 1 nhân lambda trên 2. Căn cứ vào cái cách viết như thế thì ta thấy khoảng cách AB là 90. Ta xem tại cái đầu A là nút thứ nhất và đầu B đó là cái bụng thứ 8. Như vậy ta thay vào thì là kết quả của nó là lambda bằng 0,24 m. Sau khi có bước sóng lambda thì V bằng lambda F bằng 2,4 m trên giây. Còn tính khoảng cách từ A cho đến nút thứ 7 thì A là nút thứ nhất thì đến nút thứ 7 theo công thức là L7 sẽ là bằng N trừ 1 lambda trên 2. Như vậy ta sẽ có 7 trừ 1 lambda trên 2, đó là 0,72 m. Tức là sẽ có chiều dài bằng 6 bó sóng. Vâng. 7 trừ 1 tức là 6. Vâng. 6 bó. 6 bó. Và chiều dài một bó là lambda trên 2. Như vậy là bằng 6 của lambda trên 2. Vâng. Tức là 3 lambda. Vâng. Lambda. Để làm ý thứ hai thì các em phải lưu ý là ở ý thứ nhất ta đã tìm ra V là bằng 2,4 m trên giây rồi. Bây giờ lúc đầu thì tần số là 10 Hz thì trên nó có sóng dừng, nhưng chú ý là sóng dừng ở đây là một đầu A cố định, đầu B tự do. Bây giờ nếu cố định đầu B thì có nghĩa là hai đầu cố định. Thì muốn có sóng dừng thì phải thay đổi tần số một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu? Có nghĩa là lúc đó tần số đang 10. Bây giờ bớt đi một lượng bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu, hoặc là tăng một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để tại đó lại có sóng dừng. Này, trên dây lại có sóng dừng. Sóng dừng. Mà A là nút, vẫn là nút. A vẫn mà nút. B bây giờ đã là lúc nãy là bụng, là bây bụng. Giờ là nút. Bây giờ là thành nút rồi. Vâng, như vậy các em nhớ cái điều kiện sóng dừng, hai đầu là hai nút thì điều kiện sóng dừng đó chính là
chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần lambda trên 2. Vâng. Còn một đầu là một nút, một đầu bụng, thì điều kiện sóng dừng là chiều dài sợi dây bằng một số lẻ lần của lambda trên 4. Vâng. Lambda trên 4. Vâng. Như vậy khi cố định đầu B thì hai đầu cố định thì điều kiện sóng dừng đó là L bằng K lambda trên 2, là một số nguyên lần lambda trên 2. Nhưng lambda lại bằng V chia cho F phẩy. F phẩy ta xem là cái tần số thay đổi. Vậy thì rút ra F phẩy sẽ bằng K 4/3 Hz. Người ta không hỏi là F phẩy min bằng mấy. Nếu hỏi F phẩy min bằng mấy thì chắc chỉ cần cho K bằng 1 thôi. Mà người ta hỏi là thay đổi một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu? Tức là lúc đầu là 10, bây giờ thay đổi bao nhiêu? Thì có nghĩa là ta tìm cái delta F là bằng trị đối F phẩy trừ đi F ban đầu. F phẩy đó là bằng K nhân với 4/3 trừ lúc đầu là trừ đi 10. Vậy tìm cho cái trị tuyệt đối này min, thì cái mẹo của nó để tìm trị đối min thì kem cho nó bằng 0. Cho cái trị đối đó bằng 0 thì rút ra K bằng 7.5. Nhưng K nguyên thì K không phải 7.5, thì cái gần nhất của nó lại là 7 hoặc là 8. Như vậy delta F min thì K bằng 7 hoặc K bằng 8. Và tìm ra cái delta F min là bằng 2/3. Vâng. 2/3. Như vậy thay đổi một lượng nhỏ nhất là 2/3. Ở cái ví dụ tiếp theo đây, để cho chúng ta tiếp cận sóng dừng đã được kích thích bằng nam châm như thế nào. Ví dụ 2, sóng dừng trên dây thép dài 1.2 m, hai đầu PQ cố định, được kích thích bởi nam châm điện. Cái nút A cách bụng B liền kề là 10 cm, và Y là trung điểm của AB. Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp Y và B có cùng ly độ là 0.01 giây. Bài toán này có hai ý. Ý thứ nhất đó là tính tần số dao động, tần số của dòng điện và tốc độ truyền sóng trên dây. Ý thứ hai đó là điểm C trên dây cách A và B lần lượt là 0.625 m và 0.525 m. Yêu cầu tính số nút, số bụng trên đoạn PQ, trên đoạn AC và trên đoạn BC. Để làm cái ý thứ nhất thì các em phải phân tích đề. Trong trường hợp này, sóng dừng được kích thích như thế nào? Các em biết là PQ là bằng 1.2 m và hai đầu này cố định. Tức là hai đầu là hai nút. Bây giờ cái trên dây có cái nút A và có cái bụng B liền kề. Như vậy giữa nút và bụng liền kề thì cách nhau một khoảng là lambda trên 4. Theo bài ra hai cái cách nhau lambda trên 4 là 10 cm. Như vậy thì lambda 40, vậy lambda bằng 40 cm, tức là 0.4 m là xong về vấn đề bước sóng. Cái thứ hai tiếp là thời gian giữa hai lần liên tiếp Y và B cùng ly độ đó là 0.01. Để xác định khoảng thời gian này là T trên bao nhiêu thì ta phải phân tích kỹ vấn đề B là gì, Y là gì. A là nút, B là bụng. Bụng là dao động với biên độ cực đại, luôn luôn biến động cực đại. Còn điểm Y là điểm trung gian. Như vậy khi quá trình vẽ cái bó sóng giống như thầy Vinh nói thì bao giờ nó vòng thế này thì B luôn luôn ở trạng thái cao hơn điểm Y. Tức là nó lệch so với cân bằng, bao giờ một lượng nhiều hơn. Vậy giờ, thì chỉ cùng ly độ khi chúng qua vị trí cân bằng. Vâng, đúng là cùng ly độ khi chúng qua vị trí cân bằng mới cùng ly độ. Nếu lệch ra khỏi vị trí cân bằng là B luôn luôn cách xa hơn vị trí cân bằng hơn là Y. Vậy thì hai lần liên tiếp đi qua vị trí cân bằng nó chính là T trên 2. T trên 2 là 0.01 giây. Các em nhớ rằng là thầy Biên vừa phân tích cho các em là Y và B là hai điểm khác nhau, dao động với biên độ khác nhau. Vậy cùng một thời điểm khó có thể chúng có cùng ly độ. Chúng chỉ cùng ly độ khi mà chúng cùng qua vị trí cân bằng. Và đây là bài toán người ta cho là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp hai lần chúng cùng ly độ. Cùng ly độ. Điều nghĩa là khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần chúng đi qua vị trí cân bằng. Thì cái khoảng thời gian 0.01 giây này chính là T trên 2. Và ta sẽ tìm được chu kỳ T. Có chu kỳ T kết hợp với bước sóng ta tính đằng trước. Thì ta sẽ tìm được tốc độ truyền sóng bằng lambda trên T. Và 20. Còn cái ý tiếp theo nữa là tìm tần số dòng điện. Thì ở đây lại dựa vào cái bản chất vật lý. Trong một chu kỳ thì độ lớn của dòng điện là đạt giá trị cực đại hai lần. Có nghĩa là trong một chu kỳ nó sẽ hút mạnh hai lần. Và hai lần nó cực kỳ triệt tiêu. Thì có nghĩa hai lần không hút và hai lần hút mạnh. Vậy thì tần số dao động của dây bao giờ cũng
gấp đôi tần số của dòng điện. Đúng rồi. Vì hai lần hút mạnh. Vâng. Cho nên tần số dòng điện là F điện thì tần số của dây sẽ hai lần. Hay nói cách khác, tần số dòng điện bằng tần số của dây chia cho. Vâng. Chỉ bằng nửa tần số dao động của dây. Vâng, tức là 2.5. Thế thì nếu biết chu kỳ dao động của dây thì ta biết được tần số của dây. Vâng. Biết được tần số của dây là bao nhiêu, ta chia đôi. Chia đôi. Thì ta sẽ ra được tần số của dòng điện chạy qua cái dòng qua cái 500 điện này. Vâng. Dạ vâng. Đó là cái ý thứ nhất. Vâng. Khi giải quyết ý thứ nhất, các em cần quan tâm đến cái nội dung về cái các khoảng thời gian và khoảng cách. Ở cái ý thứ hai nữa là tính về cái số nút số bụng trên các đoạn. Ở đây các em lưu ý P và Q là hai nút. Bây giờ tìm số nút và số bụng trên đoạn PQ. Thì hai đầu là hai nút, thì giữa hai nút là một bụng, giữa hai bụng là một nút. Như vậy hết nút rồi đến bụng. Như vậy nếu hai đầu là hai nút thì số nút bao giờ cũng nhiều hơn số bụng là một. Và có nghĩa là như thầy Vinh nói là cái chiều dài của một bó sóng, thì một bó sóng thì tương ứng có một bụng. Vậy muốn biết số bụng thì ta chỉ cần lấy PQ chia cho cái chiều dài của một bó sóng. Tức là chia cho 0.5 lambda. Như vậy là trên PQ là có 6 bụng. Và số nút là bằng số bụng cộng với 1. Để tìm được số bụng thì các em nên tìm qua số bó. Số bó, phố báo. Mà muốn tìm được số bó thì chỉ cần lấy chiều dài của sợi dây chia cho chiều dài của một bó sóng là lambda trên 2. Vâng. Thì ta sẽ ra được số bó. Vâng. Và trong một bó sóng lại có hai nút. Vâng. Hai bó thì ba nút. Vậy là số nút sóng bao giờ cũng nhiều hơn bó sóng là một. Vâng. Vâng. Bởi vì nó dính vào trường hợp là hai đầu là hai nút. Hai đầu là hai nút. Hai đầu là hai nút. Dạ vâng. Vậy từ đó cho nên ta sẽ có số nút bằng số bó, tức là số bụng cộng thêm 1. Vâng. Còn cái trường hợp tiếp theo là yêu cầu tìm số nút và số bụng trên đoạn AC. Các em chú ý cái đoạn AC ở đấy là AC bằng là 0,625 mét. Thì 0,625 các em tách ra thành hai phần. Nó sẽ thành 3 lambda trên 2 cộng với lambda trên 16. A là một nút. Nút tiếp theo cách nó là lambda trên 2. Tức là đó là được một bó. Nút tiếp theo nữa là hai bó. Tiếp theo nữa là 3 bó. Như vậy ở đây 3 lambda trên 2 có nghĩa là có 3 bó. Có 3 bó. Là có 3 bụng rồi. Bây giờ cộng thêm 1 phần lambda trên 16 có đủ một bụng nữa không? Vì từ nút đến bụng là lambda trên 4, bên lambda trên 16 không đủ một bụng nữa. Chỉ có 3 bụng. Chỉ có 3 bụng. Ừ, 3 bụng. Và còn số nút. Vâng. Nếu tính cả A nữa thì là thành 4 nút. Vâng, lại thành 4 nút. Có 3 bụng và 4 nút. Dạ vâng. Sang trường hợp là tìm số nút số bụng trên đoạn BC. Thì các em chú ý lại điểm B bây giờ là bụng. Và cái đoạn BC các em tách thành các phần là gồm bằng 2 lambda trên 2 cộng với lambda trên 4 rồi cộng với lambda trên 16. Thì các em biết là khoảng cách hai bụng liên tiếp là lambda trên 2. Như vậy ở đây sẽ là giữa hai bụng là một nút. Ở đây ta có là 2 lambda trên 2, có nghĩa là sẽ có hai nút. Bây giờ cộng tiếp một lambda trên 4 nữa, tức là cộng thêm một bụng nữa. Như vậy thành 3 bụng. 3 bụng. 3 bụng. Còn cộng thêm tiếp cái lambda trên 16 vẫn không đủ thêm một nút nữa. Vậy chỉ có là 3 nút thôi. 3 nút và 3 bụng. Cái để giải quyết bài toán này, các em vẽ hình là bạn sẽ thấy rất đơn giản. Và trên hình các em đếm ngay được là có 3 bụng và 3 nút. Nó nhìn ngay ở trên hình. Một cách trực quan. Trực quan. Và thầy có thể khái quát ra về cách làm ở đây để cho dạng tương tự. Nếu hai đầu là hai nút thì các em tính số bụng trước là lấy AB chia cho 0.5 lambda là số bụng. Số nút là lấy là số bụng cộng với 1. Còn hai đầu là hai bụng thì các em lại tính số nút trước thì lấy cái khoảng cách hai đầu chia cho 0.5 lambda thì đó chính là số nút. Còn số bụng là lấy là số nút cộng thêm 1. Còn nếu một đầu nút đầu bụng thì số nút bằng số bụng và lấy khoảng cách đó chia 0.5 lambda. 0.5 lambda này chính là chiều dài bó sóng. Vâng, chiều dài bằng lambda trên 2. Còn các trường hợp nếu mà lẻ thì các cặp thêm gần số lẻ là cần phải vẽ hình. Ví dụ thứ 3,
đây là đề thi đại học năm 2011. Sóng dừng trên dây, A là một nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB. Với AB bằng 10 cm, biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà ly độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động phần tử tại C là 0,2 giây. Yêu cầu tìm tốc độ truyền sóng trên dây. A là nút, B là bụng gần nhất. Vậy thì khoảng cách từ nút đến bụng gần nhất các em phải phát hiện ra là lambda trên 4. Như vậy lambda trên 4 đây là bằng 10 cm. Từ đó suy ra lambda bằng 40, tức là 0,4 m. Tiếp tục ở chỗ này đây. Cái hay ở chỗ này là điểm C là trung điểm của AB, C là điểm giữa, mà AB cách nhau lambda trên 4, vậy C cách A là lambda trên 8, cách B cũng là lambda trên 8. Các em vẽ hình sóng dừng, các em thấy điểm B là bụng, ở trạng thái về nó ở vị trí cao nhất. Điểm C và B cách nhau một khoảng lambda trên 8, như vậy cách nhau về không gian là lambda trên 8, thì cách nhau về thời gian là T trên 8. Cái khoảng thời gian ngắn nhất hai lần liên tiếp mà ly độ của điểm B thì lại bằng biên độ của điểm C. Có nghĩa là từ C ta kẻ một đường lên, cắt cái đồ thị tại một điểm M chẳng hạn, từ điểm M chuyển sang thì đi từ điểm M đến cao nhất đó là T trên 8, sau đó quay trở lại T trên 8. T trên 8 nữa là T trên 4. Vậy cái khoảng thời gian này hai lần T trên 8 thì sẽ là T trên 4. Mà khoảng thời gian này người ta cho bằng 0,2 giây rồi. Vâng, 0,2 giây. Có nghĩa là T trên 4 bằng 0,2. Vâng. Phải suy luận như thế vâng. mới ra được kết quả. Như vậy là thầy biên giải theo cái con đường tắt và con đường nhanh. Vâng. Tức là có cái sự tương đồng giữa không gian và tuần hoàn theo không gian và tuần hoàn thời gian. Theo thời gian. Vâng. CB là cách nhau là lambda trên 8. Thì vậy khoảng thời gian để giữa hai lần ly độ của B bằng biên độ của C vâng. sẽ bằng hai lần cái khoảng thời gian đó. Vâng. Mà cái khoảng thời gian đó vì là lambda trên 8 cho nên vâng. khoảng thời gian là T trên 8. Vâng, T mà hai lần cái khoảng thời gian đấy sẽ là T trên 4. Cái khoảng thời gian này có thể tính đi từ vị trí ngang đây lên đến là T trên 8 xuống T trên 8 vâng. hoặc đi từ cái vị trí T trên 8 xuống dưới này cũng T trên 8 nữa, bởi vì vâng. các em biết cái điểm đặc biệt nó rồi, điểm vâng. lambda trên 4 thì vâng. cái điểm đó là đi từ trên này xuống cũng là T trên 8. Trên này cũng là T trên 8. Như vậy hai lần liên tiếp, tóm lại là hai lần liên tiếp là hai lần của T trên 8. Như vậy là các em đã có lambda, đã có chu kỳ T thì đương nhiên ta sẽ suy ra được là tốc độ truyền sóng. Vâng, tốc độ truyền sóng là 0,5 m trên giây. Thì tiếp tục cho ví dụ thứ tư ạ. Ví dụ thứ tư, sóng dừng trên dây, hai đầu AB cố định, AB bằng 0,9 m. Biểu thức của sóng dừng đó là 2A sin BX nhân với cos 2 PFT cộng P trên 2. X đo bằng cm, T đo bằng giây. Cái này có 4 ý. Thứ nhất là nếu F tăng thêm 3 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 18 nút. Số nút trên dây tăng 18 nút. Yêu cầu tính tốc độ truyền sóng. Ý thứ hai, biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1 giây. Điểm cách nút 1 cm thì có biên độ sóng là 2 cm. Yêu cầu tính biên độ sóng A. Ý thứ ba là thí nghiệm cho thấy những điểm trên dây có cùng biên độ là A0 với A0 nhỏ hơn A bụng thì nằm cách đều nhau một khoảng là delta x. Tính A0 và delta x. Rồi tìm số điểm trên dây có biên độ bằng 0,5 A0. Và ý thứ tư của bài toán đó là tìm điểm gần nút nhất và điểm gần bụng nhất có biên độ bằng 2. Đây là một cái bài toán mang tính tổng hợp, có vâng. nhiều nội dung kiến thức ở bên trong. Vâng, nhiều nội dung kiến thức. Thầy sẽ lần lượt giải cho các em từng ý một. Vâng. Vâng. Bắt đầu, ý thứ nhất. Các em biết là F tăng thêm 3 Hz thì số nút tăng thêm 18. Ta biết là hai đầu là hai nút. Vâng. Số nút mà tăng thêm 18 thì số bụng cũng tăng thêm 18. Bởi vì luôn luôn là hai đầu là hai nút mà. Đúng rồi. À, tăng thêm 18 thì số bụng lại được tính theo công thức là bằng AB chia cho 0,5 lambda. Mặc dù bài toán là cho số nút tăng thêm vâng. nhưng mà thầy quy về số bụng. Vâng. Cho nên ta có phương trình là số bó, đây chính là số bụng luôn. Ờ vâng, số bụng. Thì bằng khoảng cách
chiều dài AB chia cho nửa bước sóng. Và số bụng hai lần thí nghiệm khác nhau thì chênh nhau là 18, có nghĩa trừ nhau. Để biểu thức các em thay vào 18 vào. Đấy, và thì được là V bằng 0,3 mét trên giây. Sang cái ý thứ hai là hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1 giây. Và điểm cách nút 1 cm thì có biên độ sóng là 2 cm. Yêu cầu tính biên độ. Thì ở đây hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1, có nghĩa là hai lần liên tiếp một điểm đi qua vị trí cân bằng là T/2. Như vậy T trên 2 là bằng 0,1. Vậy T là bằng 0,2 giây. Và tìm ra bước sóng bằng VT là bằng 6 cm. Dựa vào cái biểu thức sóng dừng đó thì các em sẽ thấy ngay, nếu như đối chiếu với cái phương trình sóng dừng tổng quát là 2A sin 2PX trên lambda rồi cos omega T cộng pi 2, thì các em biết ngay B chính là 2pi trên lambda. Như vậy B là 2pi lambda mà lambda bằng 6, như vậy là thay vào là B bằng pi trên 3. Còn biên độ sóng là cái phần nhân với hàm phụ thuộc thời gian, hàm cos. Như vậy cái trị tương đối 2A sin PX chính là biên độ sóng. Theo bài ra là cái biên độ tại đó, tại điểm nó là bằng 2, có nghĩa là A bằng trị đối 2A sin PX thì bằng 2. Như vậy các em thay 2 vào và thay B lại bằng vừa tính xong là pi trên 3 vào, thì ta giải ra thì trị tương đối A là bằng 2 trên căn 3, có nghĩa là A bằng 2 trên căn 3. Sang cái thứ ba là bài toán này, các điểm cùng biên độ A0 mà A0 lại nhỏ hơn biên độ tại bụng thì lại nằm cách đều nhau, và cách đều nhau một khoảng delta x, yêu cầu tính A0 và delta x. Các em chú ý là cái biểu thức biên độ của sóng dừng ấy là bằng cái trị đối của cái phần nhân với hàm cos, là biểu thức sóng dừng là 2A sin 2PX trên lambda nhân với cos omega T cộng với pi trên 2. Thì toàn bộ cái phần mà không phụ thuộc thời gian đó thì là chính là trị đối của nó là biên độ. Thì theo bài ra là tại nút thì biên độ bằng 0, tại bụng thì biên độ bằng mắc, bằng 2A. Và cái điểm x mà bằng lambda trên 6 thì điểm A đó là A bụng căn 3 chia 2. Còn x mà bằng lambda trên 8 thì điểm bụng đó là A bụng chia căn 2. Còn nếu như x là bằng lambda trên 12 thì bụng đó là A bụng trên 2. Chú ý là x ký hiệu là khoảng cách từ điểm cho đến nút chọn làm gốc, nút chọn làm gốc. Như vậy nếu như các em vẽ một đường nằm ngang thì những cái điểm cùng biên độ, cái nó sẽ cắt cái đồ thị sóng dừng ở đâu thì đó là những điểm cùng biên độ. Thì đoạn này đều cách đều nhau thì cái điểm cách đều nhau đó suy ra nó phải chỉ là lambda trên 4 bằng 4. Và nếu như lambda trên 4 như thế thì cái x sẽ bằng lambda trên 8. Vậy thì biên độ tại đó là A bụng chia cho căn 2. Các em vẽ hình các em sẽ thấy ngay rằng là các điểm mà cùng biên độ ấy, thì vừa đối xứng qua nút. Vâng, vừa đối xứng và vừa đối xứng qua bụng. Vâng. Cho nên khoảng cách giữa hai cái điểm liền kề nhau ấy mà cùng biên độ thì phải bằng lambda trên 4. Vâng, lambda trên 4. Đúng rồi. Vâng. Vậy nếu mà cho khoảng cách này thì lambda sẽ bằng 4 lần khoảng cách. Vâng. Lambda sẽ bằng 4 lần đấy. Vâng. Chính cái đoạn đó. Đúng ý thầy Vinh nói sâu sắc, đó là điểm cách đều nhau như thế thì phải đối xứng nhau qua nút và đối xứng nhau qua bụng. Cho nên nó khoảng cách phải là lambda trên 8, mà lambda trên 8 thì biên độ phải bằng A bụng chia cho căn 2. Mà hai cái điểm ấy cách nhau là lambda trên 4 thì nó chỉ cách bụng nửa của lambda trên 4 là lambda trên 8. Vâng. Mà có khoảng cách x rồi. Vâng. Ta tính đến nút rồi. Vâng. Thì sử dụng công thức biên độ. Vâng. Biên độ A bằng 2A nhỏ. Vâng. Sin của 2PD chia cho lambda. Vâng. Thì đương nhiên ta sẽ ra được biên độ của điểm đó. Vâng. Vâng. Đây cũng còn một cách nữa, có thể là dùng cái vòng tròn lượng giác cho sóng dừng để tìm ra. Vâng. Tuy nhiên ở đây thầy đã chọn cách ngắn hơn. Vâng. Theo bài ra là như vậy A0 và A bụng chia căn 2 thay vào thì có nghĩa là 2 căn 6 chia 3. Còn vậy cái delta x lambda trên 4 đó chính là 1,5. Chú ý là cái AB là bằng 90 cm. Các em biết là cả cái khoảng AB là bằng 60 lambda trên 4. Bây giờ bài toán hỏi là thêm một ý nữa là tìm số điểm có biên độ bằng 0,5 A0. Tức là một nửa A0 thôi. Nếu biên độ bằng nửa A0 thì các em chú ý là cứ một khoảng lambda trên 4 thì có một điểm có biên độ bằng trung gian nào đó. Vâng. Vậy thì có bao nhiêu lambda trên 4 thì có bấy nhiêu điểm như thế.
Như vậy ta thấy là AB bằng 60 lambda trên 4. Như vậy có 60 điểm dao động với biên độ trung gian. Trung gian nằm giữa 0 và max. Như vậy là có 60 điểm có biên độ trung gian. Ừ. Như vậy là thầy Biên có phân tích cho các em là từ nút đến bụng thì có một điểm dao động với biên độ trung gian. Vâng. Mà nút đến bụng là cách nhau là lambda trên 4. Lambda trên 4. Vậy bài toán nếu nó cho một cái miền AB nào đấy, vâng, bao nhiêu điểm dao động biên độ trung gian thì chỉ cần lấy cái AB đấy, vâng, chia cho lambda trên 4. Vâng, đấy. Tất nhiên là bài toán phải cần cái sự chặt chẽ nữa là hai cái đầu AB nó là bụng vâng, hoặc là nút bụng cũng được. Dạ, vì nút bụng cũng cách nhau là lambda trên 4. Vâng. Hoặc là ta có thể tìm kiếm rằng là cứ một bó thì có hai điểm dao động biên độ trung gian. Vâng vâng. Thì ta cũng lấy khoảng cách cái chia cho chiều dài của một bó. Vâng. Ra được số bó. Số bó. Từ số bó đấy ta nhân 2 thì sẽ ra được số điểm dao động biên độ trung gian. Vâng đấy. Sang cái ý thứ tư, tìm điểm gần nút nhất và điểm gần bụng nhất có biên độ bằng 2. Thì cái này có cách làm rất đơn giản mà các em lưu ý cho thầy. Nếu như chọn nút làm gốc thì biểu thức sóng dừng có dạng là U bằng 2A sin 2 PX chia lambda cos omega cộng pi 2. Còn nếu chọn bụng làm gốc thì biểu thức nó sẽ là 2A cos 2 PX chia lambda cos omega cộng pi 2. Như vậy nếu như chọn nút làm gốc thì biên độ nó sẽ có dạng là 2A sin 2 PX chia lambda. Còn nếu chọn bụng làm gốc thì biên độ nó là 2A cos 2 PX chia lambda. Điểm gần nhất có biên độ đó thì ta chỉ cần giải cái phương trình là sin 2 PX chia lambda bằng A chia cho A bụng. Rồi còn gần bụng nhất thì là cos 2 PX chia lambda bằng A chia cho A bụng. Đó là cách làm đơn giản. Nếu điểm gần nhất nút nhất thì giải phương trình sin, điểm gần bụng nhất thì giải phương trình cos. Này, như vậy ta thay mà được. Không, người ta nhớ một trường hợp thôi. Ta chỉ cần so với nút, ta xem cách nút bao nhiêu thì ta sẽ suy ra được nó sẽ cách bụng bao nhiêu bằng cách là lấy lambda trên 4 trừ đi khoảng cách kia. Vâng, đó, cũng thêm một cách nữa. Vâng. Và thường là các em nhớ khoảng cách tới nút là cái biên độ tại một điểm A lớn bằng 2A nhỏ sin của 2Pi D chia cho lambda. Vâng. Rõ ràng là bài toán này các em chỉ cần thay cái biên độ của cái điểm này là 1,6 vào phương trình đó. Vâng, phương trình. Thì đương nhiên ta sẽ ra được D, à, mà thầy Biên gọi đó là X. À. Thì tìm được X thì đó là khoảng cách từ cái điểm đấy tới nút. Thì ta cũng suy ra được là từ điểm đó tới bụng. Muốn tìm điểm gần nút nhất thì các em chỉ cần giải phương trình là sin 2PX chia lambda bằng biên độ của nó chia cho biên độ của bụng. Vâng. À. Ví dụ biên độ của nó ở đây là yêu cầu tìm là 1,6 và biên độ tại bụng ta vừa tính bên này là 2 căn 6 chia cho 3. Thay vào phương trình đó, số này số lẻ thì ta khắc sin ra để tìm nó là x bằng 0,73. Còn để tìm ra điểm cái điểm đó gần bụng nhất bao nhiêu, ta lấy lambda trên 4 trừ x. Dạ, như vậy là 0,77. Như vậy là buổi học hôm nay chúng ta đã cùng nhau ôn tập lại các cái bài toán về sóng dừng nói chung. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy giáo Chu Văn Biên và hẹn các em trong các buổi học lần sau.